Thưa quý vị, nhiều năm qua, lớp học đặc biệt của cô giáo Trần Thị Hương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là nơi gieo chữ cho học trò nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Ở tuổi 66, cô Hương vẫn ngày đêm miệt mài tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Việc làm bình dị của cô đã trở thành hình ảnh thân thương, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội. Với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, năm 2013, cô giáo Trần Thị Hương đi đến từng nhà, động viên và tập trung các em lại để dạy học tiếng Anh miễn phí. Lớp học rất giản dị, không bảng đen, phấn trắng, mà chỉ có bộ bàn ghế inox nhỏ, nhưng là nơi trồng người của cô trong suốt những năm qua. Để tạo niềm vui và sự say mê học tập cho các em học sinh, cô Hương đã nghĩ ra nhiều phương pháp giảng dạy mới kết hợp vừa học vừa chơi. Theo lớp, mỗi cháu một độ tuổi, trình độ tiếng Anh không giống nhau, nên cách dạy của cô cũng khác cho phù hợp với từng cháu. Sau một bữa học, mình về mình suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ lại là mình phải dạy như thế nào để mấy em nó tiến hơn. Và đó là cái niềm vui. Khi mấy em lên trường được thầy giáo khen, em này đọc được. Đó là cái niềm vui nhất của mình. Ngoài học tiếng Anh, các em còn được dạy về đạo đức, lối sống và nhân cách để trưởng thành. Các kỹ năng sống, từ cách ngồi, cách nói chuyện, cách ăn uống, sao cho lịch sự và chuẩn mực đều được cô Hương răn dạy từng ly từng tí. Dạ, em đi học cô Hương là được từ năm lớp 2 tới năm lớp 8, bây giờ là 6 năm. Phương pháp mà cô Hương dạy rất là dễ hiểu, em học được tiến bộ rất nhiều. Dạ, con theo học cô Hương thì con thấy rất vui và cô rất là yêu thương chúng con. Tính đến nay đã gần 10 năm đứng lớp và gặp gỡ biết bao lứa học trò, cô Hương luôn thấy hạnh phúc và chưa bao giờ hết đam mê với công việc mà cô đang chọn. Với cô, nhìn đám học trò vui vẻ, trưởng thành, đó là sự đền đáp lớn lao nhất mà người giáo viên già này mong được nhận từ các em. Chị Hương là người tham gia công tác xã hội tại địa phương cũng lâu năm. Và với cái tâm, nhiệt tâm, nhiệt tình của mình thì chị có mở lớp dạy miễn phí cho các cháu học sinh nghèo, khó khăn ở trên địa bàn phường. Và những việc làm của chị có ý nghĩa rất là tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Và tôi mong rằng là các hoạt động này sẽ được lan tỏa và được nhiều người ủng hộ. Cứ như vậy, giữa lòng thành phố tấp nập và hối hả này, có một lớp học của tình yêu thương là nơi đông đầy kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh với cô giáo Hương, người thầy, người mẹ thứ hai gắn bó cùng các em trong hành trình tri thức. Thì bây giờ đã 9 năm, sang năm là tròn 10 năm, thì mình mong rằng hết cái lớp em này tới lớp em khác đến mình học và nhớ chi nhất, nhớ cô Hương và bày lại, nếu mấy em nó biết thì bày lại cho mấy em khác. Rồi niềm vui của mình là chi? Niềm vui của mình là mình trông cho mình có sức khỏe, đừng đau ốm, để mình cứ tiếp tục cái công việc đi, đến khi mô mà mình không còn sức nữa thì thôi.